chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của xe máy Hồng Đức à thì trong clip ngày hôm nay à, những sẽ cập nhật cho các bạn về giá của dòng xe à, future của 2023 cũng như là future của 2024 thì như các bạn đã biết á, thì dòng xe future hem 2024 á, cũng vừa được ra mắt á. thì những dòng này thì các bạn cũng đã biết á, là nó cái độ hot cũng rất là nhiều rồi lý do là máy móc à, siêu bền à, và động cơ à, mạnh mẽ 125cc và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội một cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của dòng xe future này là các bạn rất là quan tâm hầu như là tất cả những dòng xe mà anh anh chị mình đều quan tâm chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đây là cái nhãn năng lượng nè các bạn à, chỉ 1.47 lít trên 100 km thì hiện tại dòng xe khu chờ này à, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn à, nó đến từ khả năng của dòng xe tiết kiệm của dòng xe này chính là cái khả năng xăng phun điện tử của dòng xe này các bạn thì à, với một lít xăng của dòng xe này ước tính đi được tầm khoảng cỡ 60 đến 65 km là các bạn rất là tiết kiệm đường xăng luôn ha các bạn và ở phiên bản mới 2024 này nó sẽ có những cái điểm thay đổi chẳng hạn như cái phần mặt nạ nè các bạn ở phiên bản mới này cái phần mặt nạ là nó từ phiên bản là màu đỏ như thế này các bạn ở đây là phiên bản cũ luôn nè đây đây là phiên bản của 2023 bản cũ nè nó là đỏ nguyên chiếc nha các bạn đó cái ở phiên bản mới này nó sẽ thay đổi những chi tiết chẳng hạn như là phần phụt màu đen nè đó bản mới là phụt đen bản cũ là phần phụt bạc đó và một điểm thay đổi nữa là phần mặt nạ nó sẽ thay đổi cái dàn chân là màu đen luôn nha các bạn đây phục trước màu đen và lóc máy à, đen luôn và phục sau cũng là màu đen luôn còn ở phiên bản cũ nữa các bạn những sẽ quay cho các bạn mình tham khảo ha phục trước là màu bạc ha lóc máy bạc và cái phần phục sau cũng là cái phần màu bạc luôn thì các bạn mình có thể là à, chọn ở 2024 hay là 2023 tùy theo sở thích cho các bạn nha các bạn theo nhận thấy á, thì nó cũng có không có thay đổi gì đáng kể đâu các bạn thì cho nên các bạn mình thích những phiên bản 2023 thì cửa hàng bên mình vẫn còn đầy đủ hàng để mình lựa chọn hoặc là 2024 thì hiện tại tạm thời bên cửa hàng bên mình vẫn bán đồng giá để các bạn mình có thể là tham khảo và lựa chọn các bạn. Thì theo những được biết á thì những cửa hàng nhỏ lẻ bên ngoài á thì ở phiên bản 2024 này bán sẽ cao hơn so với phiên bản 2023 ha. Còn cửa hàng bên mình thì vẫn đồng giá các bạn mình lựa chọn thôi. Thì những sẽ có cùng các bạn mình tìm hiểu xem ở những cái phần chi tiết à, dòng xe này có gì thay đổi không các bạn. Thì à, kế tiếp là cái mặt đồng hồ đó, các bạn, phần mặt đồng hồ này thì theo nhìn thấy là nó sẽ rất là giống như phiên bản cũ ha không có thay đổi nha các bạn và ở phiên bản mới này nó sẽ có cái nó sẽ bỏ cái biểu tượng là fi ở trong này bản cũ là nó sẽ có nha các bạn đây bản của 2023 thì nó có cái biểu tượng fi ở vị trí này nói chung là cái này thì mình có thể là mình mua mình gắn vào các bạn mình thấy thích thì mình gắn vào thôi các bạn không có nhiều nha các bạn Phải khoảng vài chục ngàn gì thôi không có nhiều nha các bạn rồi thì kế tiếp là một cái điểm thay đổi của dòng xe này À, chính là những cái à, phần tay dắt nha các bạn đây tay dắt nó thay đổi nha các bạn ở những cái phần à, tay dắt ở phía sau nè ở phần màu bạc nè bản mới nó sẽ thay đổi, thay đổi là từ màu bạc thành màu đen luôn nè các bạn đó thì về ngoại hình đó, là giống như cái phiên bản cũ ha còn những cái điểm thay đổi các bạn thấy là những sẽ quay sơ lược nha các bạn đó thì ở phiên bản mới này 2024 này thì ở những phiên bản cao cấp á nó thay đổi từ phần đỏ nguyên con hoặc là xanh nguyên con gì đó thì ở phiên bản mới này sẽ thay đổi thành mặt nạ đen ha các bạn thấy nè ở phiên bản màu xanh nhám nè cũng là mặt nạ đen đó rồi trắng cũng là thay đổi đó các bạn trắng trắng nguyên con thành trắng đen đó thì theo những thấy uh, phiên bản trắng đen này nó sẽ nhìn thấy nó sẽ thể thao hơn rất là nhiều phiên bản nó cảm giác nó sẽ mạnh mẽ hơn nó không còn không còn là một dòng xe trung uh, tính uh, nam và nữ sử dụng được các bạn nhìn thấy xe mình sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều thì hiện tại bên cửa hàng bên mình cũng đã có đầy đủ tất cả các phiên bản nói chung uh, là bên cửa hàng Honda Hồng Đức 10 có rất là nhiều phiên bản màu để mình lựa chọn từ những cái phiên bản độ màu dòng xe phu chờ độ màu này hay là phu chờ 2023 nè hoặc là phu chờ 2024 thì cũng rất là đủ màu để mình lựa chọn ha thì những sẽ cập nhật lại địa chỉ cửa hàng ha hết thông đào nước 10 địa chỉ là ấp Châu quýt A thị trấn Châu Thành huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng và số điện thoại để liên hệ với những với số là 0964 234 888 nha bạn à đây chính là cái phiên bản màu đen màu xanh nhám nè thì những sẽ quay chi tiết chiếc này luôn nha đây màu xanh nhám này thì như những đã nói đó màu xanh nhám thì đương nhiên á là màu nó sẽ xanh nhám ha các bạn nó sẽ không phải là không phải là xanh bóng do là trên điện thoại nhầm khi là mình không hình dung được bóng hoặc là nhám đây xanh nhám ha nhám nhưng mà nó không phải là nhám giống như ở phiên bản cũ nhám cào luôn mà ở đây là nhám nó sẽ nó mịn nha các bạn nhìn thấy vẻ mày rất là rất là bóng rất là sáng nha các bạn ha rồi đây là cái phần thân xe nha các bạn logo cánh chim hình honda rất là đẹp nha các bạn ở phần hông xe nè các bạn phần hông xe thì nó sẽ vuốt nhọn từ phần thân xe cho đến ra phần sau luôn các bạn và những cái đường giữa nó sẽ có những cái bộ tem phu chờ nè và 125 phu chờ dập nổi 3D à, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn rồi thì dòng xe phu chờ này hiện tại thì nó sẽ có hệ thống hộ khóa các bạn thì nó có bao gồm ba chức năng ha khóa độ, khóa cổ khóa điện khóa từ và có chức năng là mở yên luôn nè các bạn Đó, các bạn mình chỉ cần ấn vào thôi mình có thể là dễ dàng mở yên đây các bạn học đựng đồ thì các bạn thấy rồi À, hộp đựng đồ nó tương đương với dòng xe Tay Ga các bạn 18 lít và cái bình xăng á, là 4,6 lít nha các bạn đó thì dòng xe Phu Chờ nó được mệnh danh là ông vua dòng xe số cho nên á, là về khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là đang đứng đầu và khả năng à, máy móc cũng là đang cũng là 125 cũng là máy cũng thương hiệu cũng là tốt của từ Honda các bạn thì nói về giá của dòng xe phun chờ thì giá hôm nay nó chỉ từ là 34 triệu 990 ngàn thôi nha các bạn có rất là nhiều phiên bản thì cho nên mình cần về giá chi tiết hơn á, thì các bạn mình gọi cho nhuận nha thì Nhật sẽ tư vấn rõ hơn thì khi mua xe thời điểm hiện tại á, các bạn mình sẽ được hỗ trợ chương trình trước bạ trừ thẳng trên giá 500 ngàn trừ thẳng trên giá nha các bạn và kế tiếp á, là sẽ hỗ trợ cho các bạn về chương trình dành cho công nhân thì nếu mình đang là công nhân á, thì làm việc tại khu công nghiệp à, ở huyện châu thành tỉnh sóc trăng đó các bạn mình sẽ được hỗ trợ giá là 500 trăm ngàn triệu tháng trên giá nha các bạn đối với dòng xe số còn những dòng tay ga thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ là một triệu đồng triệu tháng trên giá nha và một cái chương trình khuyến mãi giảm giá kế tiếp cho các bạn nữa chính là cái chương trình hỗ trợ dành cho các bạn mình có nhu cầu mình đổi xe đó các bạn ví dụ như là mình có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng có thể là xe 50 hoặc là xe à, khác hãng cũng được nói chung là các bạn mình cứ việc đem ra cửa hàng sẽ được nhân viên bên mình tư vấn gõ vào chương trình thu cũ đổi mới này hoặc là các bạn mình cứ việc alo cho nhận ha số điện thoại là 0964234888 thì với chương trình đổi xe này á các bạn mình sẽ được tham gia vào chương trình là hai chương trình chính à, mình sẽ có thể là trả góp 0% lãi suất hoặc là mình mua tiền mặt mình sẽ được giảm ngay một triệu đồng để mình à, đổi xe ha. Rồi, cái tiếp là những sẽ cập nhật về những cái chương trình khuyến mãi tại cửa hàng Thì khi mua xe thì hiện tại mình sẽ được tham gia vào chương trình là hái lọc may mắn tại cửa hàng đó các bạn Thì các bạn mình sẽ được hái lọc may mắn Thì tỷ lệ may mắn thì mình sẽ trúng tiền mặt ha Từ 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu và có cả 5 triệu luôn nha các bạn Tùy theo cái phần may mắn của anh chị nha Và chưa hết nữa các bạn, mình sẽ được tham gia vào chương trình là quay số vòng quay may mắn Thì với chương trình vòng quay may mắn này thì mình sẽ được quay là 3 lần quay may mắn thì mình sẽ được thể lệ có thể là chúng Honda Vision nè, quay Alpha nè, hoặc là à, đồng hồ Apple Watch nè, nó bảo hiểm nè. Đó thì hiện tại à, có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để mình có thể là tham khảo ha. Thì à, hoặc là các bạn mình đang là khách hàng của cửa hàng Honda Hồng Đức chẳng hạn như lúc trước mình đã từng mua xe tại cửa hàng thì khi mua xe thì các bạn mình nhớ đem theo cái căn cước của mình hoặc là mình sẽ báo về cái số điện thoại của mình lúc trước mình đã từng mua xe thì sẽ được nhân viên mình tư vấn về cái chương trình thẻ VIP mà mình sẽ được giảm giá thêm nữa đó các bạn ở chương trình này thì duy nhất tại cửa hàng Honda Đông Đức nha, máy có nha các bạn. Và cuối cùng á là dành cho các bạn mình mua trả góp á và mình không có nhu cầu đổi xe á, thì bên cửa hàng bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái chương trình lãi suất 0.79%, chỉ cần trả trước 20% là được nha các bạn. Thì chi tiết như thế nào thì mời những các mời các bạn mình alo cho nhận ha. Số điện thoại là 0964 2, 3, 4, thì những sẽ tính gõ cho các bạn về mốc các tháng ví dụ như là mỗi tháng mình cần phải đóng bao nhiêu nè hoặc là số tiền trả chức bao nhiêu nè đó thì các bạn mình cứ việc alo cho nhuận đi ha thì những sẽ tư vấn rõ hơn và đầy đủ hơn cho các bạn ha và các bạn mình cần tư vấn thì alo cho nhuận ạ à. rồi xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ à.